Vào tối ngày 14 tháng 10 năm 2021, trang blog chính thức của AKB48 đã thông báo rằng thành viên AKB48 Harumoto Yuki sẽ chính thức kết thúc hoạt động dưới tư cách là thành viên AKB48 vào ngày 24 tháng 10 năm 2021. Buổi diễn tốt nghiệp của cô ấy dự kiến sẽ được tổ chức tại nhà hát AKB48 vào ngày 23 tháng 10 năm 2021.